Chương trình live ca cảnh cải lương đặc biệt của đài SBTN tổ chức vào ngày thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2021 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối do cổ nhạc Phương Nam biểu diễn. Với thành phần nghệ sĩ trong chương trình gồm có các nghệ sĩ Ngọc Quyền, Kim Tiểu Long, Tuấn Châu, Ngọc Đán, Philip Nam, Cẩm Thu, Tuấn Tú, Quỳnh Hoa, MC Diệu Nguyên, đàn cổ nhạc Hoàng Phúc, Hoàng Nam, tân nhạc keyboard Quốc Võ. Chương trình hạn chế có khoảng 100 chỗ ngồi. Quý khán giả ủng hộ đến sớm trước giờ biểu diễn. Số phone của đài SBTN 714-636-1121 hoặc gọi cho Tuấn Châu 714-890-2794. Chương trình cổ nhạc Phương Nam kính mời. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc Hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà sbtnhomeshopping.com để đặt mua hoặc liên lạc 888-500-2018. Giá CD chỉ có $10. Vâng, tôi là Điếu Cày. Xin chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đối diện với sự thật. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một nhân vật ở trong nước, đó là nhà văn Phạm Thành. Theo thông tin từ cựu tù nhân lương tâm Vũ Hùng cho hay thì nhà văn Phạm Thành vừa bị tai nạn ở trong tù. Ông Phạm Thành bị ngã, đập đầu vào nền bê tông và phải khâu. Không rõ nguyên nhân sự việc cũng như là thời gian xảy ra vụ tai nạn. Sau cú va đập thì nhà văn Phạm Thành có biểu hiện bị tức ngực và sức khỏe giảm sút, nên trại giam đã chuyển ông từ K5 lên cái buồng chung. Thì tại cái buồng giam này có 38 tù hình sự. Hiện nhà văn Phạm Thành luôn bị giám sát chặt chẽ 24/24. Kể cả lúc đi vệ sinh cũng có tù nhân đi theo. Ông Phạm Thành là một nhà văn bất đồng chính kiến, nổi tiếng, bị bắt một năm trước. Được biết là Viện Kiểm sát đã hoàn tất cái gọi là bản cáo trạng luận tội ông. Nếu vậy, tòa án chế độ sẽ đưa ông xét xử ra trong cái thời gian gần nhất. Trước đó vào cuối tháng 10 năm 2020, thì bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ của nhà văn Phạm Thành, thông báo là chồng bà đã bị đưa từ trại tạm giam Hỏa Lò đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để giám định và kiểm tra sức khỏe. Nhà văn, nhà báo Phạm Thành, 68 tuổi, chủ trang blog Bà Đầm Xòe với nhiều bài chỉ trích mạnh mẽ Đảng Cộng sản Việt Nam và lên án các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, ông bị bắt chỉ vài tháng sau khi ông viết sách chỉ trích Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt từ Cộng hòa Liên bang Đức, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Nguyễn Văn Đài ấy, đã có một cái thời gian rất là dài và sớm nhất trong cái phong trào đấu tranh dân chủ ở phía Bắc. Cho nên là anh ấy có nhiều thông tin về những anh em đấu tranh dân chủ trong phong trào ở Hà Nội và phía Bắc. Thì ngày hôm nay trong chương trình thì chúng tôi có mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Cộng hòa Liên bang Đức để thảo luận về một số thông tin liên quan đến anh Phạm Thành, cũng như là kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quan tâm đến nhà văn, nhà báo Phạm Thành, một người rất dũng cảm, đã dám viết sách chỉ trích mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi ông ấy còn đang tại chức và nắm giữ rất là nhiều quyền lực ở trong cái chính quyền Cộng sản Việt Nam. Việc bắt nhà văn Phạm Thành cũng là một cái sự mà trả thù của ông Nguyễn Phú Trọng đối với lại nhà văn Phạm Thành. Thì thưa anh Nguyễn Văn Đài, anh gửi lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, trước tiên thì xin chào anh Hải, blogger Điếu Cày. Xin chào quý khán giả của đài SBTN ạ. Vâng, thưa anh Nguyễn Văn Đài, với thời gian mà anh hoạt động ở ngoài Hà Nội như thế thì anh có biết nhiều về anh Phạm Thành không? Và anh cho biết rằng vì sao là anh Phạm Thành bị bắt? Vâng, thì tôi biết anh Phạm Thành vào năm 2013. Thì anh Phạm Thành hôm đó thì cũng tôi đang đi ở nhà thì anh Phạm Thành nói là có biết số điện thoại của tôi và mời xuống uống bia làm quen. Thì từ đó thì tôi và anh Phạm Thành cùng một số nhà đấu tranh dân chủ Hà Nội thì thường xuyên có những buổi gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Thì cái việc mà anh Phạm Thành làm á, dẫn đến cái việc mà nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam bắt anh ấy, là do anh đã có rất nhiều những bài viết, rất nhiều những cuốn sách. Ví dụ như là anh viết cuốn sách về Hậu Chí Phèo, hay là Cô Hồn Xã Nghĩa, hay là một cuốn sách
anh đã hoàn tất ngay trước khi bắt ấy, đã xuất bản và phát hành rất nhiều trên khắp cả nước, đó là cuốn Nguyễn Phú Trọng, Thế Chiến Hành Đạo hay là Đại Nghị Bất Đạo. Thì đây là cuốn sách tập hợp khoảng gần 200 bài viết về chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, cũng như đến có đến phải 30-40 bài viết về cá nhân ở Nguyễn Phú Trọng. Và cái thời điểm đó là Nguyễn Phú Trọng đang giữ hai cái chức vụ rất là cao, đó là vừa là chủ tịch nước vừa là tổng bí thư. Thì tôi rằng một trong những cái bài viết mà dẫn đến gọi là gió nước tràn ly ấy, cuối cùng ấy, là ông ấy, nhà báo Phạm Thành ấy, đã viết một cái bài là dự đoán ấy là ông Nguyễn Phú Trọng không thể đi Mỹ được đó. Thì vào cái đầu năm 2019, khi đó thông tin tiết lộ ra là ông Nguyễn Phú Trọng đang chuẩn bị đi Mỹ vào khoảng tháng 7 năm 2019, thì từ cuối năm 2018 nhà báo Phạm Thành đã dự đoán là ông Nguyễn Phú Trọng không thể đi Mỹ được, mặc dù lúc đó ông không chưa bị đột quỵ, chưa bị gì cả, sức khỏe rất là tốt, làm việc rất là hăng hái. Thì nhà báo Thành đã dự đoán như vậy, và đến thứ tư thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ ở Kiên Giang, và từ đó ông nằm trên giường bệnh, và đến bây giờ thì chân tay cái thứ thì vẫn không có cử động bình thường. Thì nhiều người đánh giá là do những bài viết như vậy, và đặc biệt là khi mà cái cuốn sách Thế Chiến Hành Đạo hay là Đại Nghị Bất Đạo được phát hành, thì điều đó làm cho nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam hết sức tức giận, và đã dẫn đến việc bắt ông vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. À, vâng, thưa anh, thì anh có biết là nội dung ở trong cái cuốn sách ấy nó nói về cái gì không? Như tôi vừa trình bày lúc trước ấy, cái nội dung cuốn sách là Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghị Bất Đạo là viết toàn bộ về những cái có những bài viết thì nói về đánh giá về cá tính con người của Nguyễn Phú Trọng, hay là cái cách thức ông ta điều hành ra làm sao, rồi có những bài viết thì nói về nghiên cứu về cái quá trình ông Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ trưởng thành trong từ khi học tốt nghiệp đại học, rồi ông ta vào tạp chí cộng sản làm việc như nào, rồi qua con đường đi lên của Nguyễn Phú Trọng, rồi mối quan hệ giữa Nguyễn Phú Trọng với Trung Quốc, rồi là mối quan hệ giữa Nguyễn Phú Trọng với lại các quan chức thuộc tầng lớp chóp bu của chế độ độc tài của sản Việt Nam. Nói chung là ít nhất là khoảng 40 bài viết riêng về ông Nguyễn Phú Trọng, và trong tổng số 200 bài viết ở cuốn sách này nó đa dạng rất nhiều các cái chủ đề khác nhau mà nhà báo Phạm Thành đã tập hợp trong cuốn sách ấy. Vâng. Với những câu từ mạnh mẽ mà nhắm vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà trong khi ông ta đang ở đỉnh cao quyền lực như thế, thì cái cuốn sách của anh Phạm Thành vẫn xuất bản, thì anh ấy có chia sẻ cái sự lo ngại với bạn bè hay không? Ông Phạm Thành gần như ông ấy rất là tự tin, không hoàn toàn không có ông ta cho rằng là việc tôi có nhiều lần nói chuyện với anh Phạm Thành ấy, anh ấy không có sợ bắt, nói rằng là cái chuyện bắt đó là chuyện bình thường, và cũng muốn thử xem nhà tù cộng sản làm sao. Và cái cuốn sách của anh ấy thì được rất nhiều người ở trong nước mua, và sau này tôi có liên hệ rất nhiều người là họ, bởi vì anh Phạm Thành sau khi mà đã gửi bán sách cho họ, nhận tiền rồi đi ra gửi bưu điện á, thì anh rất là chủ quan, thì không có hủy hết tất cả những cái hóa đơn chứng từ của bưu điện đi. Nên khi mà an ninh cộng sản Việt Nam khám nhà thì thu rất nhiều những cái đó, và họ truy theo những cái địa chỉ của những người mua sách đó, và họ đi tịch thu lại những cuốn sách như vậy. Thì tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều người là họ kể là đã bị an ninh cái sách nhiễu, yêu cầu phải một là tự hủy cuốn sách, hai là phải nộp cuốn sách đấy cho cơ quan an ninh. Thì cuốn sách này thì được rất nhiều người đọc, và tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà họ dẫn đến họ bắt anh. Vâng, đúng là cái cuốn sách này ấy, mà được xuất bản trong cái thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng đang ngồi tới hai ghế như thế, thì đúng là quả thật là anh Phạm Thành là một cái người rất là dũng cảm. Thì thưa anh, thì bạn bè thì có cái can ngăn hay là có lo ngại về cái cuốn sách được xuất bản ấy, thì anh ấy có dự liệu trước cái tình huống là anh sẽ bị trả thù từ ông Trọng không? Có chứ, chắc chắn là anh có bạn bè thì cũng có can ngăn rồi. Tôi biết là rất nhiều người nói là gì, bây giờ thời buổi internet ấy, thì những cái bài viết của anh trước đây đã đăng trên cái trang blog Bà Đầm Xà rồi, thì người ta cũng đọc rồi. Bây giờ nếu như anh muốn tập hợp lại ấy, thì nên làm một cái trang chuyên biệt về của riêng ông Nguyễn Phú Trọng, rồi những cái trang chuyên biệt về từng cái chuyên mục một về những cái quan chức hàng đầu của cộng sản Việt Nam. Thì người ta muốn tìm đến cái như nào ấy, thì người ta sẽ vào đó để mà người ta đọc, chứ không nhất thiết phải xuất bản cuốn sách ra. Bởi vì khi mà xuất bản cuốn sách ra như vậy ấy, thì bản thân cái người xuất bản ấy, cái cơ sở in ấn ấy cũng phải rất là cẩn thận rồi, sơ sẩy ra là có thể bị xử tù về tội xuất bản trái phép. Rồi những người đi phát hành sách thì cũng sẽ gặp những cái chuyện rất là rủi ro. Thế nhưng mà
anh Phạm Thành thì anh ấy vẫn cương quyết rằng là muốn in cuốn sách đấy ra để cho mọi người cầm được cuốn sách ấy trong tay. Còn nếu như mà chỉ đưa lên trên cái trang mạng xã hội thì nó quá bình thường. Và anh cũng nghĩ là một cuốn sách phát hành như vậy thì nếu như nhà nước độc tài của sản Việt Nam ấy mà họ đàn áp ấy, thì chắc chắn cái việc bị bắt là chuyện bình thường, bởi vì trước đó đã có rất nhiều người bị bắt về vấn đề xuất bản sách của mình hay cái loại kia rồi, chứ không phải không có. Nhưng mà Phạm Thành thì anh ấy sẵn sàng chấp nhận những rủi ro có thể đến với anh ấy. Vâng, đúng là trong cái thời đại Internet này thì có nhiều cái nguồn thông tin mà có thể đưa đến độc giả để cho người ta hiểu biết về những cái thông tin mà mình muốn truyền đạt. Thế nhưng mà việc mà xuất bản ấy, của nhà xuất bản tự do hay là của anh Phạm Thành ấy, là nó khẳng định một cái điều nữa là một cái quyền tự do xuất bản. Khi mà chúng ta cần xuất bản ấy, thì chúng ta cứ việc chúng ta xuất bản chứ không cần phải xin phép ai cả. Vì ở trong cái công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà, cái việc mà tự do xuất bản nó cũng là một trong những cái quyền, nó nằm trong cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Vì vậy là việc mà anh Phạm Thành anh in sách giấy là để khẳng định là cái quyền tự do xuất bản, chứ không có chỉ cái quyền mà tự do báo chí, tự do ngôn luận không. Thì đấy là một trong những cái điều mà nó rất là đặc biệt đối với anh Phạm Thành. Tức là anh cũng như là Phạm Đoan Trang khi mà xuất bản ấy, thì cũng muốn là khẳng định cái quyền tự do xuất bản ở Việt Nam. Và muốn rằng mọi người ấy, cầm cái quyền sách giấy ở trên tay để mà đọc. Thì thưa anh, từ một cái người làm báo cho nhà cầm quyền ấy, thì anh Phạm Thành đã chuyển sang làm báo tự do, thì anh ấy đã phải trả giá và chịu những cái áp lực gì từ nhà cầm quyền trước khi anh bị bắt? Trước đó thì nhà báo Phạm Thành ấy đã rất nhiều lần bị cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội sách nhiễu rồi. Thì lúc đó thì anh đã ký hợp đồng với luật sư Hà Vĩ Sơn, và hầu như lần nào mà bị an ninh điều tra triệu tập ấy thì anh đều mời luật sư đi cùng. Và song song với những cái lần mà bị sách nghĩa bị triệu tập đấy, thì họ mỗi một lần có sự kiện gì ở Hà Nội thì, hay là các sự kiện liên quan các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam, thì anh đều bị cơ quan an ninh ngăn chặn ở nhà, không có cho ra khỏi nhà. Nói chung tất cả những cái nhà hoạt động đấu tranh ở Việt Nam phải chịu cái sự sách nhiễu của an ninh cộng sản Việt Nam như nào thì anh Phạm Thành cũng chịu như vậy. Ví dụ như là bị cản trở cái quyền tự do đi lại trong nước, bị cấm xuất cảnh, rồi bị sách nhiễu, đe dọa thường xuyên. Thì đấy là tất cả những cái gì mà cá nhân anh Phạm Thành cũng như những cái nhà hoạt động ở trong nước đều phải đánh chịu. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Đài. Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát là sau cái phần thông tin thương mại. Vâng, chào quý vị khán giả trở lại với chương trình Đối diện với sự thật. Thưa anh Nguyễn Văn Đài, anh Phạm Thành ấy thì năm nay anh ấy đã 70 tuổi mà cái điều kiện giam giữ ở trong cái nhà tù cộng sản thì nó rất là khắc nghiệt. Anh có thông tin gì mới về cái tình trạng sức khỏe của anh Phạm Thành hay không? Vâng, trước hết thì tôi nói sơ qua về cái điều kiện tạm giam của cái trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội ấy, thì tôi đã bị đề giam ở đó vào năm 2007, nên tôi biết cái điều kiện ở giam ở đó rất là khắc nghiệt. Thứ nhất, lúc ban đầu thì gia đình anh cho biết ấy, là anh giam một buồng riêng, tức là buồng riêng thì nó nhỏ thôi, nó chỉ giam được khoảng từ 3 đến 4 người ở trong buồng giam đó. Ở trong cái trại giam ấy thì trong buồng giam ấy thì nó rất là trơn, đặc biệt là những cái khu vệ sinh ấy, là nó chát bằng cái loại xi măng bóng á, cho nên ấy, kiểu cả bản thân tôi ấy, lúc năm 2007 còn thanh niên cũng rất là khỏe đấy, nhưng mà mình đi mà mình không bấm chân cẩn thận á thì là nó trượt là ngã. Đặc biệt là khi anh Phạm Thành ở tuổi 70 rồi, chân tay thì không còn cứng rắn nhanh nhẹn như là độ tuổi thanh niên nữa, cho nên khi mà giam giữ ở cái buồng giam riêng như vậy, nó nhỏ như vậy thì rất là dễ, đặc biệt là ban đêm mà đi vệ sinh buổi đêm á thì rất là dễ bị ngã. Và thực tế á thì gia đình cho biết ấy, là anh đã bị ngã ở khi mà bị giam riêng và bị khâu tới 3 mũi ở trên đầu. Và sau đó thì họ lo ngại cho vấn đề sức khỏe của anh, cho nên họ đã đưa chuyển anh từ buồng giam riêng lên buồng giam chung. Thì ở buồng giam riêng thì dù sao các điều kiện nó cũng còn dễ chịu hơn, tức là dưới buồng giam riêng tôi biết là ở đấy nó có tivi và có quạt dành cho những người tù, bởi buồng riêng thường là giam những người nước ngoài thôi. Đấy là ở trại giam số 1 Hà Nội là như vậy. Khi mà chuyển đến buồng giam chung ấy thì rất là đông,
Cái sức chứa của buồng giam chung ấy là họ thiết kế để giam 20 người. Nếu mà giam từ 25 người trở lên ấy, thì rất là chật, mỗi người bề ngang ấy, thậm chí là nằm so le với nhau, chỉ có 45 cm thôi. Tôi đã từng giam ở buồng giam đó 10 tháng, cho nên rất rõ. Mùa hè thì vô cùng nóng nực, nó chỉ có một cái quạt mà nó chạy rất là lờ vờ, nước non thì cũng rất là thiếu thốn, nước uống thì cũng không có. Đại khái là trong cái điều kiện giam giữ rất là khắc nghiệt của cái nhà trại giam số 1 ấy, mấy Phạm Thành ở giữa tuổi 70 như vậy ấy, thì rất là khó chịu được. Mùa đông nữa thì đương nhiên rồi, tuổi già thì không có nước nóng để mà tắm rửa lau người, dùng nước lạnh. Mùa hè thì nóng nực, trong cái đó cái nước dùng ở trại giam số 1 ấy là cái nước nó hút trực tiếp từ giếng khoan lên, cho nên bằng mắt thường là nhìn thấy nước cái vật đục đất ở trong đó rồi. Khi tôi bị giam ở đó năm 2007 thì chúng tôi phải dùng tất để dùng khăn mặt lọc qua 4-5 lần từ cái xô này sang chậu kia, từ chậu này sang chậu khác, đấy phải 5 lần thì gọi là nước nó lọc được những cái cặn to thôi, chứ còn những cái nó cặn nhỏ lờ mờ thì không nhìn nó thường được vẫn còn, và phải dùng nước đó để uống. Đấy, ví dụ rau chẳng hạn, rau rất là bẩn, bởi vì tôi đã từng đi qua cái nhà bếp nhiều lần, tôi biết là rau thì họ có cái dãy bể để họ bỏ rau ở trong bể, họ rửa từ cái bể này sang bể khác rửa sạch. Nhưng mà ở cái trại giam số 1 họ không có cho rau ở bể để rửa, họ rải rau sàn nhà xong họ dùng vòi họ xịt nước. Nên khi tôi bị giam vào đó, ví dụ rau muống mùa hè mà ăn đó, thì họ mang lên nó vẫn còn cái đất nó bám vào đó, thậm chí có những lần có đỉa nó vẫn bám vào đấy, đấy nó bám vào cái rau. Ví dụ mùa đông ăn bắp cải thì họ không có rửa, họ chặt cái bắp cải ra, thì khi họ mang bắp cải lên chúng tôi bóc cái lá bắp cải ra thì có những con sên nó chui vào đó, nó chết ở đó, vẫn còn dính cái đó, và chúng tôi phải dùng cái nước mà chúng tôi tự lọc đấy rửa lại cái rau đi thì mới ăn được, chứ còn nếu cái rau mà họ mang trực tiếp ấy, thì không ăn được. Và với cái tuổi của anh Thành như vậy thì cái điều kiện ở trại giam số 1 mùa hè này vô cùng khắc nghiệt, về từ nước uống cho đến điều kiện làm mát, mà nghe nói buồng giam đến 38 người thì không có chịu nổi nữa, nằm một cái nằm chồng với nhau, bởi vì buồng giam chỉ thiết kế là chỉ giam 20 người thôi. Vâng, qua cái chia sẻ của anh thì tôi cũng nhớ lại là những cái cảnh mà ở trại giam quận 3 cũng thế, là cái cảnh mà nước mà bơm trực tiếp từ ở dưới là giếng khoan lên ấy, là vẫn còn là chất sắt chất phèn nhiều, mà lên là tù là phải uống chính bằng cái nước đó, chứ còn trại là nó không có cấp cái nước uống cho tù nhân mà theo cái tiêu chuẩn mà được quy định ở trong pháp luật. Cũng như là cái trại mà PA4 ấy, tức là cái trại số 4 Phan Đăng Lưu ấy, thì là nóng khủng khiếp, nóng mà mái tôn ấy, nhà trệt mái tôn ở Sài Gòn mà nóng Sài Gòn ấy thì chịu sao nổi. Thưa anh, thì qua cái vụ mà Hội Nhà báo Độc lập và một số blogger và anh Phạm Thành bị bắt ấy, thì anh thấy tình hình tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam như thế nào? Vâng, có thể nói là trong 3-4 năm trở đây ấy, thì gần như tất cả các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí Việt Nam ấy, là bị nhà nước độc tài của Việt Nam triệt hạ một cách không được biết. Tất cả những người bị bắt, phần lớn gần như là đến trên 90% là đều bị quy các cái tội như là 331 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, hay là điều 117 về tội tuyên truyền chống chính quyền nước. Chỉ có một số thành viên như Hội Nhân dân chủ thì bị kết án về tội hoạt động nhằm đối chính quyền thôi, còn lại tất cả những người khác khi mà sử dụng mạng xã hội Facebook đều bày tỏ các quan điểm chính kiến của mình theo đúng cái quyền đã được hiến pháp ghi nhận tại điều 25 thì đều bị bắt giữ theo cái điều 117 hết cả. Thì chúng ta biết rồi, Hội Nhà báo Độc lập thì cũng bị hiện nay cũng bị đàn áp, gần như là cái bọn hoạt động trong nước gần như không còn nữa. Trước đây ấy, trước năm tôi nhớ là khoảng cuối đầu năm 2020 trở về trước ấy, thì chúng ta vẫn thấy rất nhiều những cái Facebook, rất nhiều những cái người hoạt động trên mạng xã hội sử dụng Facebook hay là YouTube để làm những cái live stream thường xuyên để phản ánh về những cái tình trạng kinh tế chính trị xã hội ở trong nước như nào. Thế nhưng mà từ đầu năm 2021, đại khái là khoảng từ tháng 10 năm 2020 đến nay ấy, thì gần như không còn nữa. Chúng ta hoàn toàn không có thấy những cái người mà dám còn sử dụng mạng xã hội để mà trình bày nữa. Thì mới đây nhất là họ bắt ông Trần Quốc Khánh là chủ của trang Tiếng Nói Công Dân, rồi bắt ông Lê ông ở nhà anh Hùng Gàn ấy, là CHTV, rồi cuối cùng là anh Dũng Vova hiện nay đang bị khởi tố và đang bị truy nã. Thì đấy, hầu như tất cả những cái anh chị em hoạt động trong nước là gần như bị đàn áp rất là khốc liệt trong suốt những năm tháng vừa qua, mà cho đến giờ phút này ấy, thì vẫn chưa có một cái giải pháp nào để mà chúng ta ngăn chặn cái sự đàn áp khốc liệt từ nhà nước độc tài của Việt Nam.
các cái nước như là Âu, Mỹ thì họ đang mải mê với cái việc là chống dịch bệnh COVID-19, lo phục hồi kinh tế, rồi đặc biệt là trong cái cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay ngày càng cao trào, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đang rất cần nhà nước Cộng sản Việt Nam đứng ở phía họ trong cái cuộc cạnh tranh toàn thế giới. Mỹ, không chỉ Hoa Kỳ mà kể cả Nhật Bản, Úc, rồi các nước châu, họ cũng muốn Cộng sản Việt Nam đứng về phía họ, cho nên là gần như cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam đã bị bỏ lơi là trong những năm vừa qua mà không bị những cái áp lực từ quốc tế, cho nên nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam trong nước họ tự do đàn áp, tự do trên áp những cái hoạt động đối lập, làm những tiếng nói ở trong nước không thể nào mà cất lên được. Vâng, ở trong một cái bối cảnh mà như vậy thì chúng ta cũng phải tìm ra một cách ấy, để mà kết hợp với anh em trong nước để truyền tải thông tin đến mọi người ở trong nước cũng như là ở bên ngoài. Vì vậy là những cái người ở bên ngoài có thể là phải cáng đáng thêm nhiều cái công việc hơn là cho anh em trong nước, đó là quản trị những cái trang mạng cũng như là quản trị những cái website để mà truyền tải ý kiến ở trong nước ra phía bên ngoài này, và đảm bảo rằng là mọi cái ý kiến của anh em ấy, khi mà đưa lên nó không bị xóa và nó lưu giữ được, cũng như là hỗ trợ anh em trong nước truyền tải cái thông tin. Thì thưa anh có chia sẻ gì thêm với cộng đồng trong và ngoài nước đang quan tâm đến anh Phạm Thành và cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam? Vâng, thì theo một số nhà hoạt động trong nước cũng như theo luật sư Hà Huỳnh Sơn tôi biết thì hiện nay thì nhà cơ quan cảnh sát điều tra cũng như viện kiểm sát thành phố Hà Nội thì họ đã kết thúc điều tra vụ án của anh Thành và họ đã chuyển hồ sơ chuyển cáo trạng của anh sang bên tòa án rồi, và họ đang chờ cái ngày xét xử. Thì vợ anh Phạm Thành cũng đã liên hệ với một số nhà hoạt động ở trong ngoài nước và cũng đề nghị là tất cả đồng bào Việt Nam ở trong ngoài nước cùng nhau lên tiếng trước phiên xử anh Thành diễn ra để tạo áp lực đối với nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam, cũng như là mong các cá nhân cũng như tổ chức đấu tranh ở bên ngoài vận động các tổ chức quốc tế cũng như chính phủ các nước lên án nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam trong vụ xét xử anh Phạm Thành, bởi vì anh cũng là một người hoạt động dùng tiếng nói của mình, sử dụng cái quyền của mình để nói lên tiếng nói tốt đẹp, mong muốn đất nước Việt Nam tốt đẹp thôi, chứ anh không có điều gì vi phạm pháp luật Việt Nam. Nhưng là vợ anh vẫn nói là anh Phạm Thành hoàn toàn không có một cái câu chữ nào hay không có một cái điều gì để tuyên truyền chống nhà nước hay là chống phá nhà nước cả, mà tất cả những gì anh nói là bằng tấm lòng của anh mong muốn đất nước thay đổi tốt đẹp, nên là mong cộng đồng người Việt ở trong và nước cũng hết sức ủng hộ anh Phạm Thành trước phiên tòa xét xử. Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng rất mong muốn là quý vị quan tâm đến cái trường hợp của anh Phạm Thành. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh. Dạ, ok. Anh nghe không?